Chiến tranh đã đi qua, nhưng sự khốc liệt của nó vẫn còn là nỗi đau, niềm khắc khoải của tình yêu đôi lứa. Nỗi niềm mong chờ có một ngày đoàn tụ vẫn được giấu kín trong lòng của những người phụ nữ nơi hậu phương mỗi khi đêm về. Phải chăng những mong da diết của lứa đôi xa cách đã chắp cánh cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác ca khúc Đêm nay anh ở đâu sau những ngày đầu đất nước hòa bình thống nhất? Đây là cái bài sau khi giải phóng đất nước rồi, thống nhất rồi. Hôm đó hội nhạc sĩ mời tôi ra công tác. Thì tôi ngồi uống nước ở chỗ Hàng Mã buổi chiều. Thì gặp hai vợ chồng Ngọc Hướng Vũ Dậu đi ngang. Thấy, ô, Điểu này nè. Thế rồi Vũ Dậu hỏi, thế đêm nay anh ở đâu? Tức là đêm nay anh ở khách sạn nào, hay là ở đâu á? Cụ thể. Chứ anh Ngọc Hướng, tôi không có đi chiến trường nào đâu. Thế là tôi tự nhiên thấy cái câu hỏi này hay quá. Đêm nay anh ở đâu? Thế là hư cấu thôi. Hư cấu nhưng mà cấu thật chứ không phải hư đâu. Cho nên vậy mới nghĩ ra viết cái bài Đêm nay anh ở đâu? Nghĩ ra là anh chồng ở chiến trường, còn cô vợ thì ở hậu phương. Với giọng hát da diết tình cảm của giọng ca Thính Phong, ca sĩ Lan Anh đã chạm tới miền ký ức của bao thế hệ khán giả trong chương trình Giai điệu tự hào. Những khao khát, mong chờ một ngày được trùng phùng với người yêu sau những năm tháng chiến tranh xa nhau đằng đẵng trong lời bài hát đã tạo ra sự đồng điệu trong cảm xúc giữa các thế hệ. Đấy là một bài ca, một bản tình ca rất là lãng mạn và người ta mong chờ, hai người yêu nhau mong chờ để có mặt ở bên cạnh nhau. Mỗi một thế hệ nó là một cái chiến trường khác nhau. Bây giờ nó cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái mà những người yêu nhau, thật sự tình yêu của tuổi trẻ bây giờ nó vẫn rất là lãng mạn. Chứ nó không phải chỉ là leo lên mô tô mà bỏ cùng chết với nhau. Mọi người đang nghĩ rằng tình yêu thời nay nó không còn giá trị nữa. Mà sự thật Linh không nghĩ như vậy. Bài hát này lúc này thì không còn thuộc về lớp già được nữa. Lúc này những người trẻ, thậm chí các bạn trẻ chỉ 15, 16 tuổi vô cùng thích bài hát này. Bởi vì nó là một câu hỏi mà thường trực các bạn quan tâm nhất ấy, chứ không phải là lớp già đâu. Các bạn luôn luôn quan tâm đến là vậy thì nếu mà tối nay mà đôi lứa yêu nhau không gặp nhau thì cái người đối tượng kia đang ở đâu? Tôi đồng ý với bạn trẻ, tức là cái câu đêm nay anh ở đâu cũng như là đêm nay em ở đâu thì tất cả những người yêu nhau lúc nào câu hỏi cũng thường trực. Ở mỗi một khi họ xa nhau, dù là thời bình hay là thời chiến. Ca khúc Đêm nay anh ở đâu là một bài hát da diết nỗi nhớ thương của tình yêu thời chiến. Dù trong mưa bom đạn nổ, nhưng những lời ca về tình yêu đôi lứa ấy vẫn đồng hành, cộng hưởng, gắn kết với tình yêu dân tộc để thực hiện giấc mơ hòa bình. Ca khúc Đêm nay anh ở đâu giành được 72,84% sự yêu mến của khán giả trong trường quay. Để bình chọn cho ca khúc mình yêu thích, xin mời quý vị nhắn tin theo cú pháp TH dấu cách mã số bài hát gửi 6062. Xin chúc mừng quý vị khán giả Nguyễn Thúy Ngọc Phượng ở thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành người may mắn trúng thưởng 2 triệu đồng trong tuần vừa qua.